Ngày 21 tháng 10, liên quan đến vụ việc nữ chủ quán cà phê bị sát hại cướp tài sản như đã thông tin. Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp với công an tỉnh Bình Dương đã có những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm gây án. 42 tuổi, chủ quán cà phê. Nạn nhân là chị Võ Thị Thanh Tê. Theo đó, hình ảnh camera ghi nhận nghi phạm gây án là một nam thanh niên mặc quần jean, áo thun và khoác màu đen, che kín mặt. Đồng thời, nghi phạm đi xe hiệu Suzuki Acero biển số 55K2-13759, tay người này vẫn còn dính máu. Hiện công an đang khẩn trương truy xét. Hình ảnh nghi phạm trích xuất từ camera an ninh thông tin ban đầu. Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 20 tháng 10, nam thanh niên, khoảng 25 tuổi, chưa rõ lai lịch, đi vào quán cà phê của chị T. Sau đó, nữ chủ quán ra nói chuyện để lấy đồ uống cho vị khách. Lúc này, thanh niên phát hiện chị T. đeo nhiều đồ trang sức nên đã rút dao khống chế uy hiếp yêu cầu đưa tài sản. Nữ chủ quán chống trả hô hoán thì bị thanh niên dùng dao đâm vào phần cổ và nhiều nhát trên người chạy ra đường gục tại chỗ. Sau đó, nam thanh niên lục lấy một số đồ trang sức rồi tẩu thoát. Người dân chạy qua kiểm tra nữ chủ quán đã tử vong. Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Tại hiện trường, thi thể nữ chủ quán cà phê nằm trên vỉa hè, phía trước quán cà phê. Quán cà phê nằm trên mặt tiền đường DT 744, có nhiều phương tiện qua lại.